Hello anh em nha, em đang có mặt thành phố Bến Tre, ở lòng nhà thành phố Hồ Chí Minh ha. Đi mua mấy em xe mà không được rồi. Về ghé chỗ ông anh mình chia lại xe đẹp quá nè. Đèn bi, full đồ chơi, màn hình cam gia 4 vỏ mới, kiểm mới. Mua rẻ bán rẻ nha anh chị. Mình bán 145. Nội thất đẹp cực kỳ luôn. Lên màn hình Android, ghế da đẹp ha, mới. Lập trần lập sàn 5D, keo chỉ. Mã số rất là êm ha. Đó. Đẹp lắm. Ghé ông anh mình ha, Đức. Chỗ này chắc anh em ai cũng biết mà. Anh em mình xe cũng khá, mua về hết xe đi giao xe rồi, lấy xe này về cho nhân viên đi giao. Xe còn đẹp. Nói chung là khá, có 100 mấy triệu, rẻ như món ninh. Rẻ như món ninh taxi à, như ganh tra món ninh taxi rồi. Mà có em xe Mỹ chạy, máy số em ngay chủ vậy. Chủ ở Sài Gòn nữa chứ, xe đẹp quá trời. Anh em nào có được thì hú mình nha à, à, thấy mình bán anh chè môi thôi. Vô năn nỉ mới chịu bán lại mình nữa, mình không có xe về à, anh em mà thấy được cứ alo mình gọi số điện thoại nha. Mời em sẽ quay chi tiết em xe này. Nói chung là khá đẹp ha. Chào anh em nha.